Chào mừng các bạn đến với trang YouTube Thành Vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ nói sơ về cái bộ phận xuống cầm của Winner ha. Thì theo mình biết đó là mấy bạn xuống cầm mà mấy bạn mua nguyên một bộ sẵn á thì là giá thành nó tầm từ 3 đến 4 triệu tùy theo độ của bạn chơi. Còn hôm nay mình sẽ nói sơ về cầm đùm niền, nếu mà mấy bạn mua về mấy bạn ráp gì đó là sẽ rẻ hơn. Bây giờ mình sẽ nói sơ ha. Đây là cầm vàng chiên đen ha, cầm proti, cầm vàng chiên đen proti nha. Thì cầm này là 9/10 × 155 gold black titanium ha. Thì giá của bộ cầm này á là 280.000 cho đĩa trước và đĩa sau. Đó nha bạn, giá là 280.000 nha. Về phần đùm á thì hôm bữa trước mình cũng nói sơ với bạn rồi, đó là đùm mình mua là đùm Red Leo à, lúc đó là đang còn hàng sale và cháo thì giá của nó là 680.000 nha. Còn bây giờ giá thì mình không biết ha, chắc cũng cỡ 700.000 hoặc 700 mấy đó. Còn về phần niền á thì mấy bạn có thể sử dụng là niền RCB, Kuyo hoặc là nhiều cái loại niền khác thì mình không biết ha. Nhà mình giờ nói chung là mình chỉ nói tên một số niền mình biết thôi, đó là niền RCB. Đó là giá niền của RCB trên thị trường á là tầm 1,1 triệu đến 1,2 triệu một cặp, đúng không? À, còn niền Yoko á thì nó là 780 hay 800 gì đó, chênh lệch chỉ 20.000 ha. Còn riêng mình á là mình xuống cầm là mình sử dụng niền của Yamato Racing. Đây, Yamato Racing nha. Đó, thương hiệu đàng hoàng Yamato Racing. Thì mình không biết là mấy bạn có biết về loại niền này không, thì tại vì trên thị trường á mình cũng không thấy anh em xài cái loại niền Yamato Racing này à. Còn riêng về mình á thì mình sử dụng niền này á, về cái phần mà cái niền mà độ dày của nó á rất là ok. Tại vì mình lúc mà mình đi mua niền á là người ta có cắt ra sẵn, cắt khúc nhỏ nhỏ như đây là để cho mình coi á là niền này nó có dày hay không cho mình lựa chọn nha. Thì mình thấy cái giá thành của niền Yamato Racing á thì là giá của nó là 700.000 một cặp, rẻ hơn niền Yoko từ 80 đến 100.000, nhưng mà rẻ hơn niền Asobo thì cũng nhiều á. Thì nói chung á mình xuống niền thì mình sử dụng vừa túi tiền và niền nó bảo đảm nó được, không cần phải là niền tốt ha. Niền này mình nói thẳng với bạn là cũng rất là tốt, rất là nặng nha. Hôm bữa mình cũng có phân vân về cái niền Banzai á, những niền Yoko và niền Yamato á Racing này á, thì mình chọn là chọn niền Yamato Racing này. Tại vì á là bữa đó mình đi mua niền Koyo á, Yoko á, loại niền Yoko á thì nó không có màu đen, nó chỉ có màu vàng. Còn riêng thằng này thì cũng còn hàng màu đen nên mình chọn ứng dụng thằng này. Giá của thằng này trên thị trường là 700.000 nha, đúng 700.000 luôn nha các bạn. Nếu mà mấy bạn xuống cầm á thì mấy bạn lựa sức túi tiền của mình, không cần phải chơi hàng anh gọi là đang hot, mình chơi mình vừa túi tiền của mình thôi. Còn về phần vỏ á thì có nhiều người đi là Dunlop, Michelin, rồi Maxxis hay là đại loại những gì đó. Thì mình chọn á là giờ mình chưa có lấy vỏ, giờ vỏ vẫn còn trên tiệm ha. Giờ chỉ cần là mình đi ráp cầm niền vô xong là mình lên tiệm mình gắn luôn. Vỏ thì mình nghe nói chủ tiệm nói á thì vỏ Maxxis á thì tầm động dao động giá vỏ trước vỏ sau và ruột luôn á là 500. Tại vì ruột á mình chỉ nhớ ruột thôi nha, mình không nhớ vỏ. Thì ruột á thì dao động từ tới 60 đến 80 tùy theo mấy bạn lựa ha. Vì còn phần vỏ thì vỏ lắm vỏ sau 300 thì vỏ trước cỡ 100 mấy à, chứ không có mắc đâu. Nói chung là về phần vỏ ruột á thì dao động từ 600 đổ lại 500 ha, tùy theo mấy bạn xài đó. Còn mấy bạn ra mấy bạn mua nguyên một khối nó luôn á thì giá nó đắt luôn, nó đắt luôn.
Còn mấy bạn tự xuống như mình á thì giá thành nó rẻ hơn gấp bội luôn. Vậy còn phần ống chỉ á và bạc đạn, nếu mà mấy bạn thích thì mấy bạn có thể tháo bạc đạn và ống chỉ zin trong mâm winner zin ra, còn không thì các bạn có thể đi ra phụ tùng xe hoặc là cửa hàng xe mấy bạn, chỗ mấy bạn mua xe á thì mấy bạn có thể mua ống chỉ riêng để bắt riêng cho cái vụ mấy bạn không có thể chạy mâm nữa thì bạn đổi cầm và không có thể chạy cầm và đổi vào mâm đó, mình không có cần phải đục qua đục lại nữa và mình giữ nguyên lại luôn, là nói chung là mình chơi nguyên một khối hoàn chỉnh luôn á đó. Thì nãy giờ mình nói là cầm là 280, niền là 700, đùm red rail là 680 ngàn đó, rất là rẻ nha mấy bạn. Còn mấy bạn mua một khối á, mình nói thẳng là nó mắc đó. Về phần của mình thôi, là mình không bao giờ mình chơi cái kiểu mà người ta làm xong mình mua thì mình chơi, mình thích tự mình chơi hơn đó. Còn cái phần ống chỉ á, thì mấy bạn cứ yên tâm đi, tại vì cái phần đùm của thằng Gitlem á nó là thiết kế như như luôn, không có gì phải cần cãi, là chỉ cần lên mua ống chỉ, ống chỉ viên nha, không chế cháo gì hết, vì mấy bạn gắn vô và lắp bạc đạn vào và bắt cái phần đây là cái chế riêng để gắn cho dĩ viên, là chỉ cần bắt này vào và gắn dĩ viên thì mấy bạn sẽ đi được thôi đó. Rồi cái này thì mình chỉ đánh giá và nói cho mấy bạn biết là mình xuống cầm đồng đèn tự xuống thì nó giá thành như thế nào và mình ra tiệm mình mua thì giá thế nào. Thì ra tiệm á, thì luôn luôn thì nó giá chát hơn, tại vì người ta lấy công cán xăng cọn này nọ, còn mấy bạn tự xuống thì luôn luôn là nó rẻ hơn. Nói thiệt, nếu mà mấy bạn chơi á mua một cái đùm làm sẵn, cầm đồng đèn sẵn luôn, vỏ sẵn luôn thì nó tới 4 triệu mấy đúng không, còn mấy bạn tự xuống thì mình nói thẳng tầm 3 triệu hoặc 3 triệu rưỡi đó. Tại vì mình chơi là mình lựa đồ, mình chơi vừa đủ tiền mà, chứ đừng mình đừng có tham theo người ta. Các bạn nói thẳng là mình theo người ta theo không nổi, mình chơi vừa đủ tiền mình và mình biết cái đồ nào tốt đồ nào dở đó. Còn niền Yamato Rasin mình nói là rất là dày nha, rất là khó công. Thằng bạn nào nói niền này nó mỏng nó dễ công lắm, mình nói thẳng là không nha, niền này nó dày, nó dày, mình không biết là cái độ dày của nó á có ngang nghĩa niền RCB hay không thì đó mình không biết, nhưng mà mình cảm đoan của nó là dày và nó dày hơn cái niền Yoko hay sao á, mình chỉ cảm giác là nó dày hơn thôi chứ mình không dám đánh giá là nó dày hơn nha, nhưng mà dám đánh giá là nó dày hơn niền Banzai. Niền Banzai thì chỉ có 400 mấy một cặp thôi đó. Nếu mà mấy bạn thấy video này bổ ích á cho mình và có kiến thức cho mình á, nhớ ủng hộ kênh của mình nha, nhớ like và đăng ký kênh của mình ủng hộ mình nha. Chào mấy bạn.